Ngày 20 tháng 8, Công an quận 12 thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đang tạm giữ Trần Quang Vinh, sinh năm 1999, ngụ quận 12 để điều tra về hành vi cướp tài sản. Trước đó khoảng 3 giờ 30 phút ngày 18 tháng 8, Vinh mang theo dao rồi đón xe ôm tới một cửa hàng tiện lợi ở đường Trường Chinh, phường Tân Thới Nhất, quận 12 thành phố Hồ Chí Minh với ý định cướp tài sản. Lúc này trong cửa hàng chỉ có anh H, sinh năm 2001 là nhân viên nên Vinh vờ mua hàng. Vinh đi tới chỗ quầy thu ngân rồi lợi dụng lúc anh H không để ý rút dao đe dọa. Vinh yêu cầu nhân viên này phải mở két sắt đưa tiền cho mình. Do lo sợ, nhân viên mở két và để Vinh lấy đi 10 triệu đồng. Lấy được tiền, Vinh bắt xe ôm đến nhà bạn ở ấp Tây Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn. Tại đây, Vinh kiểm tra số tiền cướp được là 6,5 triệu đồng. Vinh đi tới cửa hàng cầm đồ chuộc xe máy đã cầm trước đó 2 triệu đồng và số tiền còn lại dùng để tiêu xài. Sau vụ việc, anh H đã tới công an trình báo. Tối cùng ngày, công an phát hiện Vinh đang ở trong căn nhà ở phường Tân Hưng Thuận nên ập vào khống chế bắt giữ. Thời điểm trên, Vinh và nhóm bạn đang chuẩn bị sử dụng ma túy. Vinh khai do không có tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng nên đi cướp tài sản